Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình nấu phở. Cả một cái bắp bò mình luộc qua rồi xong bắt đầu là mình cho vào tủ lạnh đấy các bạn, cho nó đông lại ấy. Thì nó mới ngon. Bây giờ mình thái. Mình vừa thái mình vừa tám chuyện với các bạn. Này, một cái miếng thịt ngon chưa các bạn này. Nó có cái gân này. Nó có thịt. Khổ tội nghiệp. Con chó nó cứ đứng, chó nó ăn bao nhiêu rồi nó cứ đứng nó nhỏ đấy. Go upstairs with your mom. Go Maggie, go upstairs. No more okay. Khổ con chó. Mình thấy ngon chưa các bạn. Hôm nay mình nấu phở ở Việt Nam mình chính là rất chi là sướng đấy. Họ muốn ăn phở cái thì chạy ra ngoài đường đấy. Muốn ăn phở cái chạy ra ngoài đường đấy là nó có phở luôn. Ở bên mình ấy thì hầu như đàn bà ở bên Canada, bên nước không phải bên Canada mà bên Tư Bản, bất kỳ một nước nào mà cái món gì cũng phải học từ bánh bao, bánh cuốn, bánh khúc, bất kỳ một cái món nào mà muốn phải học là, bởi vì ở bên này nó không có gần chợ nha các bạn, nó có, mình không có cần gần chợ người Việt Nam, thành thử ra là mình khi từ nhà mình đi mà muốn ăn một tô phở ấy, là chạy phải 50 cây số thì mới đến cái quán phở Việt Nam mình thì mới có quán phở. Thế nên thành thử ra là đi 50 cây số mà ăn một quán phở thì thôi rồi. Làm sao mà ấy được. Xin lỗi các bạn, cho mình con chó cho nó ăn cái đã. Không có đứng không ấy. Last one, ok? Go upstairs. Ok, last one, go upstairs. Ok, grandma don't give you anymore. Go upstairs, ok? Xin lỗi các bạn. 50 cây số. Rồi, nhìn thấy con chó nó tội. Nó cứ đứng, nó quỳ, nó xin ấy. 50 cây số mới ăn được một tô phở. Chạy đi chạy về hết 100 cây số ăn tô phở thì làm sao được. Thế ở đàn bà bên này thông thường là hầu như là không sướng như Việt Nam đâu. Cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải tự nấu các bạn. Vừa đi làm, vừa lo toan việc nhà, vừa coi như là phục vụ chồng, nấu ăn nấu uống, lại phải đi làm kiếm tiền nữa các bạn. Đó, phụ nữ bên Tư Bản này không sướng đâu các bạn. Chứ đừng có, bởi vì là cuộc sống ở bên này ấy, thì thực sự là một thu nhập của một người chồng chẳng hạn mà đi làm ấy thì không thể nào mà đủ nuôi được gia đình được, không thể nào được nuôi đủ nuôi vợ con được, không thể nào nuôi nổi được. Ở bên này bắt buộc là phải cả hai người đều phải đi làm kiếm tiền thì mới nuôi được. Thế nên đàn bà bên này vất vả lắm. Các bạn mình luộc xong ấy, xong mình để vào tủ lạnh ấy. Bây giờ đông mình thái ấy, nhìn cái thớ thịt miếng ngon không? Nên đàn bà bên này chúng tôi cực lắm, không phải là sướng như mọi người nghĩ đâu. Cái gì cũng phải học làm, muốn con cái, muốn anh bánh cuốn bánh khúc, muốn ăn phở, muốn ăn bún, muốn ăn gì ấy là phải tự học, tự nấu ăn hết, kể cả không biết nấu. Một người mà vụng về, đàn bà mình mà vụng về cỡ nào ở Việt Nam sang đây rồi cũng thành giỏi hết. Nên những cái em mà du học sinh ấy ở Việt Nam thì được cha mẹ chiều, có biết nấu cái gì đâu. Đi thế mà sang đây là bây giờ cái gì cũng biết nấu, cũng biết làm luôn. Vì là đi ăn ở bên này nó xa lắm, như nhà tôi mà bây giờ đi ăn một tô phở là phải chạy 50 cây số. Thế 50 cây số đi, 50 cây số về thì thành 100 cây rồi. Chưa ăn kịp tô phở và chưa chạy về nhà nó lại đói à. Thế nên thôi, mình phải tự làm. Mình làm ở nhà thì dĩ nhiên nó lại ngon hơn ở nhà hàng. Nó lại chất lượng hơn ở nhà hàng. Nên sống ở Tư Bản, đàn bà ở bên Tư Bản này không đơn giản, vất vả lắm. Nên có những cái người mà người ta bảo thủ ấy, hay là cái tính người ta vẫn còn
nghĩ giống như Việt Nam ấy, là kiểu như đàn ông thì là trụ cột trong gia đình, giống như là con trai tao là kiếm được nhiều tiền ấy, nên mình cứ nghĩ là con trai tao kiếm được nhiều tiền nên tao muốn gửi về Việt Nam bao nhiêu thì gửi là quyền ấy. Bởi vì có những hộ gia đình ở bên này cũng tan nhà nát cửa cũng chỉ vì cái suy nghĩ như vậy ấy. Vì có những nhiều người gia đình ở Việt Nam thì cứ nghĩ là con trai tao là cái người kiếm tiền ở trong nhà nhưng có toàn quyền, nhưng mà thực sự với các bạn không phải thế. Ở bên này ấy, đàn ông đàn bà ai cũng phải đi làm, bởi vì lương một tháng người chồng không đủ được, không đủ để nuôi được vợ con được, phải hai người phải đều đi làm, phải đều đi làm hết. Nhưng có những người thì gia đình thì bảo thủ, cứ nghĩ là con trai là có trụ cột trong gia đình kiếm được nhiều tiền nên nhiều khi muốn giúp đỡ gì việc là làm là cái đấy là của con trai tao, coi thường con dâu. Nhưng mà sang đây thì mới biết đàn bà bên này nói thật nhé, nó còn kiếm tiền hơn đàn ông. Đàn bà chúng tôi ở bên này còn kiếm tiền hơn đàn ông chứ không phải là ấy, không phải là kém. Nó có xin, nó đòi ăn cho nó miếng nữa, nó cho nó miếng thịt bò này, để cho ăn thịt gà. Đàn bà ở bên tư bản này vất vả lắm các bạn, vừa đi kiếm tiền này, vừa lo cho gia đình này, rồi nấu ăn nấu uống, rồi đêm hôm nó còn phục vụ các bố nữa, các ông nữa đó. Bất kỳ ăn một cái gì là phụ nữ chúng tôi ở bên này là phải học hết. Như mình á, con mình nó thích ăn bánh xèo, mình cũng biết bánh xèo là cái gì đâu, nó cũng nói mẹ mẹ biết làm bánh xèo không, thì lại mình lại phải lên mạng mình học thôi. Mà cũng phải cảm ơn cái thời 4.0 này, công nhận là hay. Bất kỳ một cái gì mình không biết làm ấy, mình cứ gõ lên cái anh Google ấy, nhờ anh cái Google anh chỉ giúp cho những cái người người ta chia sẻ trên mạng, thế là mình biết mình nấu. Ở bên này vất vả, đàn bà bên này vất vả lắm, không phải là cứ ăn trắng mặc trơn nên là ấy đâu. Đàn bà bên này vất vả hơn đàn ông nhiều đó. Cái gân này ngon chưa các bạn, quá ngon luôn đó. Đây, mình ấy được đầy một cái thịt bò ngon chưa. Nên ở bên này chúng tôi đàn bà vất vả lắm, nhưng mà có những cái may mắn, có những cái thời này thì các bọn trẻ thì nó khác. Cái thời xưa thì có những cái gia đình mà may mắn mà được cái gia đình ở bên chồng ở Việt Nam mà hiểu biết ấy, thì còn đỡ khổ. Chứ còn cái gia đình mà bên chồng mà không hiểu biết được, cứ nghĩ là con trai mình ấy là kiếm tiền chính, trụ cột trong gia đình nên đâm ra muốn giúp anh giúp em, muốn giúp cái gì thì giúp, là không cần phải khinh con dâu, không cần hỏi coi thường con dâu, không cần hỏi, cứ nghĩ con trai mình làm được tiền. Thế xong bắt đầu là cậy như vậy, đâm ra nhiều cái gia đình ở bên tư bản này tan nhà lát cửa cũng chỉ vì Việt Nam, thì cứ nghĩ là con trai mình là cái kiếm được nhiều tiền nên muốn cho, muốn giúp gì Việt Nam là cho. Nên rất nhiều những cái gia đình cha mẹ đang còn sinh sống ở Việt Nam ấy, cứ suy nghĩ là con trai mình là nó là cái đứa kiếm tiền nên nó có quyền, nó kiếm tiền được nên nó có tùy quyền, nó muốn gửi về cho bên nội cho cái gì thì cho, nó là con của tao, khinh con dâu. Nên vì cái suy nghĩ đó nhiều cái gia đình như vậy, nên rất nhiều những cái gia đình người Việt ở đây tan nhà nát cửa cũng chỉ vì những cái chuyện như vậy ấy, ở Việt Nam như vậy đấy các bạn. Nên sống ở bên này thì mới hiểu được, mình chia sẻ như này thì chắc là ai vẫn đang sinh sống ở nước ngoài thì mình mới hiểu được là đúng hay là sai. Còn nhiều khi những người Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam thì lại bảo mình là thế nọ thế kia. Phụ nữ bên tư bản này vất vả lắm các bạn, không sung sướng đâu, bởi vì việc gì cũng tới tay, không một việc gì là không tới tay hết. Đi làm phải kiếm tiền như đàn ông, về nhà lại cơm nước hầu hạ chồng con, xong đêm hôm lại còn phải phục vụ các ông đó.
Đây là sách bò các bạn. Mình ăn phở mình thích ăn sách bò lắm. Sách bò bên này nó ngon lắm. Này nó trắng, nó không hôi nhé, rất là ngon. Mình thì ăn phở bò, mình thích ăn nhà mình thì ăn sách bò. Cuộc sống tư bản nó là vậy đấy các bạn. Nên ở Việt Nam là sướng nhất các bạn. Các bạn muốn ăn cái gì đấy là các bạn chạy ra chợ, là các bạn có nhiều gia đình thì lại ở ra, cứ ra đường, ra ngõ, ra đường cũng có luôn. Ăn món gì cũng có. Ở bên này thì không. Mình cái gì mình cũng phải học. Cũng phải học, phải làm. Chứ không có tiện như ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình là quá tiện luôn. Vô cùng là tiện. Bên này thì đàn bà bên này thì cái gì cũng phải biết. Từ một cái người vụng về không biết, cái gì cuối cùng cũng thành biết hết. Cũng có một số người đàn bà bên này thì cũng được nhờ chồng sướng lắm. Ông chồng thì ông vào nấu ăn, các bà cũng không biết nấu. Ví dụ đi tiệc đi tung mà thấy món gì ngon thì là: anh ơi, anh học món này về nấu cho em ăn này. Ôi trời ơi, mình nghe thấy mà mình thế người ta có phước dã man. Còn mình thì thấy đi đâu mà thấy người ta có món này ngon thì em hỏi công thức người ta đi, em học đi để về nấu cho ông ăn. Đó. Thế là cái phần trăm mà được chồng mà hưởng phước, mà được chồng mà nấu ăn cho ở bên này thì ít lắm các bạn, ít lắm, hầu như là toàn đàn bà nấu không à. Tư bản mình nghĩ nước Lào cũng thế à, toàn đàn bà ấy phải nhảy vào nấu thôi. Cuộc sống đã thế là bên này nên đàn bà phải đi làm. Cuối ngày phải đi làm về làm việc nhà. Con ăn bi phở bây giờ không? Yeah. Làm việc nhà đó. Việt Nam nhà mình ấy, ví dụ một cái gia đình mà khá giả một chút, hai vợ chồng đi làm một chút thì còn mướn được cái người gọi là ô xin, đúng không? Bên này trừ khi là gia đình hạ phải lương thật cao thì mới mướn được ô xin, mà không phải ô xin người bên này đâu. Thông thường thì ở bên này ấy, thì toàn là bảo lãnh người lì phi đấy các bạn. Hầu như những người phi mà sang bên này thì hầu như là người ta là đi làm nghề ở, người ta làm nghề ở, nhưng mà cũng phức tạp lắm. Nhiều gia đình không phải gia đình Việt mà gia đình người Tây đấy cũng không có bảo lãnh nhiều lắm. Người phi sang lên làm người ở, cuối cùng cũng chiên luôn cả chồng người ta. Coi như là mướn người ở mất cả chồng, cả con. Đó. Các bạn thấy cái sách bò ngon chưa? Ôi, bên này người Việt nhà mình thì thông thường là ít gia đình nào mà có người ở lắm, ít gia đình nào có người ở đó, toàn tự phải làm lấy, thích ăn cái gì là ấy, cái món gì là cũng phải tự làm lấy. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Nếu các bạn mà thấy video của mình hay mà muốn mình tâm sự chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, về những cái câu chuyện của người Việt ở nước ngoài hay là cuộc sống nước ngoài, thì hãy cho mình một like và chia sẻ và comment ở bên dưới, thì mình sẽ làm những cái video mình tâm sự với các bạn về những cái câu chuyện của cuộc sống hàng ngày ở bên này, sinh hoạt ra sao. Cuộc sống mình thì mình thích chia sẻ cuộc sống đời thường, đời thật, chứ mình không thích chia sẻ những cái mà nó xa hoa hay là những cái nhà lầu, những cái bữa ăn đắt tiền ở bên này, bởi vì cái đấy là trên phim ảnh các thứ nó quá nhiều rồi. Mà mình muốn chia sẻ đó là cuộc sống thật sự, cuộc sống đời thường, sinh hoạt hàng ngày ở bên này. Cảm ơn các bạn luôn luôn ủng hộ Đề Tám. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp. Chúc các bạn một ngày mới an lành, hạnh phúc. Cảm ơn nhiều.